Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị hai căn nhà mới nhất tại phố Ngô Quyền, phường Quang Trung, thành phố Hà Nội, quận Hà Đông mọi người nhé. Và với hai căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, đã bán một căn còn một nằm ở trên mặt ngõ thông. Với cái căn nhà này thì ô tô đỗ rất là gần, hướng nhà là hướng đông bắc, mặt tiền của ngôi nhà 4m2, thiết kế của ngôi nhà rất là hợp lý, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, hàng xóm rất là thân thiện và nằm ở trong khu dân trí cao. Thưa quý vị, với cái vị trí này gần, nó gần như là gần với lại trung tâm quận Hà Đông nhất có thể, thưa quý vị, gần với lại trung tâm hành chính quận, gần với lại học trường, học viện chính trị, gần với lại cầu đen, cầu trắng, Vạn Phúc, tiện ích xung quanh ngập tràn, phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông, đi làm theo tuyến đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân cũng được, mà đi làm theo tuyến đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài cũng được, sổ sách chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Theo như hiện trạng thì như thế nào, mời quý vị theo chân Ngọc Anh vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Với phần cửa chính, thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Ngoài ra phần ở bên cạnh, bởi vì mặt tiền của nó rộng nên ở đây có thiết kế thêm một cửa sổ nhỏ nữa mọi người ạ. Đó, căn nhà này thì mới tinh, còn thơm nguyên mùi sơn, vừa mới hoàn thiện xong hết. Toàn bộ ngôi nhà được hoàn thiện chỉnh chu, công năng sử dụng hợp lý, dọn vệ sinh sạch sẽ, đúng như theo hiện trạng là xách vali về ở ngay, sổ đỏ cất kết, sẵn sàng giao dịch. Tầng 1 của máy đang đứng ở đây, đó là một phần phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Thì đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà, diện tích 30-31m thì thực tế để mà nó, Ngọc Anh đã chia sẻ rất nhiều ở trên kênh, nó không quá tối ưu công năng sử dụng theo kiểu hình thức là một phòng khách riêng, một phòng bếp riêng, mà ở đây thì tổng hợp công năng sử dụng là thực tế có như thế nào thì quay review đường, hướng, giá, vị trí cho quý vị là như vậy. Ngõ trước nhà khoảng tầm được 2m2, cách với 20m là đường ô tô đi lại được. Và với đây là phần phòng khách của ngôi nhà, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Ngoài ra phần phòng khách này thì chủ nhà có lắp cho mình một chiếc quạt trần, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Nói chung ấy, với cái ngôi nhà này thì quan trọng nhất nó là vị trí bất động sản. Còn thiết kế của ngôi nhà thì nó cũng xem tương tự như gần như một số những cái căn mà 30m xây 5 tầng, 4 tầng giống với những cái video Ngọc Ánh quay. Nó chỉ khác cái là vị trí bất động sản khác, đi lại khác. Đây là cái phần không gian phòng bếp hoàn thiện xong hết chỉnh chu cho quý vị. Tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite và chậu rửa, vòi rửa thì thiết kế đầy đủ phụ kiện các thứ cho mọi người. Toàn bộ là chất liệu inox 304, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt từng căn. Ở đây thì có 2 căn và đã bán 1. Giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả cho quý vị nhé. Tầng 1 đấy, thiết kế thêm một phòng vệ sinh để đáp ứng công năng sử dụng phía dưới tầng 1 cho quý vị. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tiện ích sinh hoạt, giao sợ thông đi lại thuận tiện, vị trí gần như trung tâm quận rất là thuận tiện, gần với này Vạn Phúc này, gần với Mũ Lao này, đi lại quá là ok luôn mọi người ạ. Phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách ở đây, chủ nhà có lắp đặt cho mình một cái vách lam gỗ để ngăn cái phần cửa chính và phần cầu thang. Với cái công năng Ngọc Anh đã chia sẻ rồi, công năng sử dụng tương đối thôi. Còn để mà tuyệt đối thì đa phần chủ nhà phải tự mua đất, tự xây. Thiết kế bao giờ cũng phải tầm 50m đổ lên thì nó mới gọi là tuyệt đối. Còn với những cái ngôi nhà này giá bán cả nhà cả đất thì chủ nhà cố gắng thiết kế tương đối nhất cho quý vị, hợp lý cái công năng sử dụng có một hộ gia đình thôi. Mặt bậc của bậc cầu thang thiết kế toàn bộ là ốp đá đen cổ trắng tay vịn cầu thang. Ở đây thiết kế toàn bộ là gỗ. Ngoài đã review cụ thể đường, hướng, vị trí cho quý vị. Vị trí thuộc phố Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vậy thì các tầng phía trên của ngôi nhà thiết kế ra sao? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và quý vị ơi, với cái ngôi nhà này thì tất cả các phần cửa sổ ở phía hành lang là đều có ở phần cầu thang, mở ra để lấy thoáng vào cái phần không gian hành lang cầu thang mọi người ạ. Trên phía tầng 2, tầng 3, tầng 4, như Ngọc Anh đã chia sẻ ngay đầu video, căn nhà 5 tầng thiết kế 3 phòng ngủ thì đây là ngôi nhà thiết kế tầng 2,
thiết kế cho quý vị công năng sử dụng một phòng ngủ master, một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong, ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Rất là thoáng, hướng đông bắc, rất là mát mọi người ạ. Phòng này thì lắp đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cho quý vị rồi. Cửa, tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa gỗ. Đó. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Phòng ngủ thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng. Nhiều quý khách hàng hỏi, với cái nhà xây liền kề như này, liền tường, liền móng, chung tường, chung vách không mọi người nhé? Toàn bộ xây dựng riêng biệt, móng riêng, tường riêng, cột riêng và dầm riêng thưa quý vị. Tất cả những chủ đầu tư đa phần là đều có những cái hình ảnh quay lại để gửi cho mọi người. Đây là phần phòng vệ sinh ở phía bên trong phòng ngủ tầng 2. Có cabin tắm đây mọi người ạ, cửa sổ này thông thoáng, quạt hút mùi, bình nóng lạnh và hệ thống sen tắm. Đây, phòng tắm rất là hợp lý, tương đối là rộng mọi người ạ. Đây, đây là bồn cầu, lavabo đầy đủ hết. Sử dụng là ở đây là nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội cho quý vị. Đây, hệ thống điện, nước đều đã có sẵn rồi, về chỉ việc ở luôn thôi. Cửa thông phòng thì thiết kế cửa gỗ, còn cửa nhà vệ sinh, tất cả các cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ngoài đã review tầng 2 cho quý vị rồi, mời quý vị theo em lên tầng 3 để khám phá tiếp theo. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế tương tự như tầng 2 và tầng 4 cũng vậy nha mọi người. Đó, có sao thì em quay review thực tế cho quý vị như vậy. Mọi người cảm thấy video phù hợp cả giá bán này, phù hợp cả thiết kế này, phù hợp cả vị trí này, thì mọi người liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt để được tư vấn và đi xem nhà thực tế nhé. Đây là phần tầng 3. Phòng ngủ vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất, giường tủ. Bởi vì thường thường nếu như mà phòng nó bị chéo thì kê đồ nó hơi khó. Nhưng mà nếu mà vòng phòng vuông ấy mọi người ạ, thì thiết kế kê đồ rất là hợp lý luôn. Đây là phần phòng vệ sinh ở tầng 3. Trên tầng 3 và tầng 4 thì không lắp cabin tắm đâu mọi người ạ. Không lắp vách kính tắm mà chỉ thiết kế đơn giản như thế này thôi. Tuy nhiên đơn giản nhưng mà vẫn đầy đủ công năng cho quý vị. Sen tắm này, quạt hút mùi này, bồn cầu này, lavabo bàn đá này, gương tắm này, phụ kiện đầy đủ trong phòng vệ sinh sử dụng cho từng tầng. Cửa thông phòng này. Quan trọng nhất Ngọc Ánh đã chia sẻ đó là vị trí, còn thiết kế thì công năng sử dụng nó là như nhau. Vì thường thường 30m là thường thường thiết kế tầng 1 phòng. Và mời quý vị theo em lên tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Bởi vì tầng 4 thiết kế tương tự như tầng 2, tầng 3. Tổng sử dụng của ngôi nhà này là có 3 phòng ngủ. Tầng 1 phòng khách, phòng bếp. Tầng 2, 3 và 4 thiết kế mỗi tầng giống hệt như nhau. Và tầng 5 thiết kế ra sao thì mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Và tầng 5 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Tầng 5, chủ nhà thiết kế một ô dính trời để lấy thoáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, đây là phần để máy giặt. Đây, sàn thoát nước, ổ điện và cái khu vực cấp nước. Đây là phần phòng thờ thưa quý vị. Nhỏ nhắn, hợp lý, đầy đủ ánh sáng, cửa sổ. Phần còn lại, sân phơi. Đây thưa quý vị ơi, đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Rộng rãi, thoáng. Đứng từ vị trí này, mọi người có thể nhìn xung quanh. Dân cư đông đúc, tất cả mọi thứ rất là hợp lý. Đó. Vị trí thuận tiện, giao thông đi lại thuận tiện. Như Ngọc Ánh đã chia sẻ ở đầu video, giá bán thì em để ở dưới phần bình luận. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, thực tế đi xem nhà thì vui lòng liên hệ trực tiếp gọi cho Ngọc Ánh. Nhà tốt đúng duy nhất hai số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng yêu quý của em ở những video tiếp theo.